Ngày 9 tháng 5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai hai thanh niên liên quan đến vụ tông xe khiến một cảnh sát giao thông và một dân quân bị thương khi đang làm nhiệm vụ trên đường Ba Sa, xã Phước Hiệp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối mùng 8 tháng 5, một nhóm thanh niên chạy xe máy tụ tập trên đường Ba Sa, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thấy có lực lượng chức năng, nhóm trên bỏ chạy. Trong đó, hai thanh niên chạy trên một xe máy đã tông vào một cảnh sát giao thông và một dân quân đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến cảnh sát giao thông bị gãy hai chân, còn người dân quân bị gãy một chân, cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng sau đó giữ hai thanh niên chạy xe máy để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.